Xin chào tất cả anh chị các bạn đang xem video review bán nhà ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh YouTube Bất động sản Sài Thành. Hiện tại nhân đang ở quỹ ban dân phường 15 quận 8 nha. Ở đây là quỹ ban dân phường 15 quận 8. Đằng kia là ngã tư ngã ba với đường Lương Văn Can và đường Lương Hữu Phước ha anh chị. Còn hôm nay nhân sẽ review cho anh chị bất động sản nằm sát bên quỹ ban phường một căn nhà đúc bê tông cốt thép. Sổ hồng riêng nha. Và chỉ có 1 tỷ mốt thôi Giá này còn thương lượng thêm Cho anh chị mua bán nhanh ha Đó, Nằm ở phường 15 quận 8 Căn nhà có sổ hồng hoàng công đầy đủ mua bán ký công chứng sang tên Một sỉ 100 một triệu đồng nha Giá này còn thương lượng lọc lá thêm cho anh chị mua bán nhanh à, Nếu thấy phù hợp thì anh chị mình hãy liên lạc với Nhân ha Để xem căn nhà này một căn nhà ở đường này vừa rồi cái cơn mưa rất là lớn Mưa rất kéo dài rất là lâu Và đường mình cũng Sạch sẽ khô ráo ha không có ư không có ngập anh chị rồi nhân sẽ ở vị trí quỹ ban phường 15 quận 8 nhân chạy về, về về tới vị trí căn nhà cho anh chị mình xem nha một tỷ 100 triệu đồng nha anh chị ở giá này còn thương lượng lục lá thêm cho chị mua bán nhanh sổ hồng hoàng công nghe đó là 3 m và chiều sâu vào là 6 m nha anh chị một trệt và một lầu hướng nhà là hướng nam là sân tây một ít nha đó bờ kè làm xong rồi ha. Nước thì uh, đang hạ triều rất là cao và mưa cũng rất là lớn và con đường mình cũng khô ráo sạch sẽ ha. Nhà mình nằm ở hẻm 240. Đó, xẹt uh, 6A, 4 đường uh, Lưu Hữu Phước, phường 15 quận 8 nằm gần Ủy ban dân phường 15 quận 8 ha, nhà hẻm thông nha. Đó. nếu anh chị mình thấy bất động sản này phù hợp ha, sau khi xem hết video thì anh chị mình liên lạc với nhân qua số điện thoại là 0922 39 39 39 ha. Đây là hẻm 220 mình cũng đi vào được nha. Đó. Đó đường thì khô ráo sạch sẽ ha. Các mỹ quan luôn. Rồi nhân đứng ở đây và review cho anh chị mình xem nha. Rồi đây chỗ này ha. Đây là hẻm 240 đường Lê Lương Hữu Phước nha anh chị. ở hẻm mình có thể đi vào hẻm 253 mình đi vào cũng được ha. Nhà hẻm thông đi vào rất là nhiều hướng luôn. Đó, nhà có pháp lý sổ hộ hồng rõ ràng hoàn công mua bán ký công chứng sang tên nha rồi dòng đây đi thẳng vào trong đi thẳng vào trong mình chị mình gặp cái ngã ba gặp cái ngã ba là mình rẽ tay à, phải là tới vị trí căn nhà của mình liền nha đó, ở trong đó có cái đám nên à, nhân không đi vào ở trong đó rất là hay có cái đám trọng ha rồi anh chị à, xem mà anh chị vào trong để xem bất động sản này có phù hợp với anh chị mình không nha hãy nhấn like video để ủng hộ kênh nhấn vào đăng ký kênh bật chuông để xem được nhiều video hơn nha anh chị xin chào tất cả anh chị các bạn đang xem video review bán nhà ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh YouTube bất động sản Sài Thành hiện tại nhân đang ở hẻm 240 đường Lưu Hữu Phước ở đây là phường 15 quận 8 nha anh chị hôm nay nhân sẽ review cho anh chị một căn nhà chỉ có hơn một tỷ tí xíu thôi à, căn nhà một trệt một lầu đúc bê tông cốt thép hóa luôn nha à, sổ hồng riêng nha anh chị hoàn công ngoài đây đang có cái đám nên không có quay cái đường cho anh chị mình xem được nha đó, à, thì căn nhà mình nằm trong hẻm nội bộ này nè anh chị trong hẻm này bọn này nha, à, nhân đi vào trong review bên trong cho anh chị mình xem ha, hẻm đây thì mình còn thông vào trước nữa nha, thông qua nữa nè, căn nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu luôn, mua bán sổ hồng riêng ký công chứng sang tên ha, Đó, đây có cổng ở đây chỉ có ba căn trong này thôi, thì uh, mình mỗi người có chìa khóa đây ha, ở sổ hồng riêng nha anh chị, một trệt và một lầu, đây dân đi vào trong review bên trong cho anh chị mình xem ha. Rồi, căn nhà mình thì có cái cổng rào màu xanh bên ngoài này nè. Ở cổng này ha. gạch ở ngoài sân này cũng lót sạch sẽ luôn cho anh chị mình luôn rồi nha. Tường ốp cao lên tới trên. Ở tường ốp cao lên tới trên ha. Ở địa chỉ là 240 6A 4 ha, đường Lưu Hữu Phước khu 15 quận 8 ha, anh chị. Ở trên đây cái máy cái ban công mình đưa ra được một mét đó nè anh chị. Đó ban công mình đưa ra được một mét ha. Ở đây thì bên đây là cái mảnh đất trống. Đó, này mảnh đất trống nên nhà rất là thoáng luôn. Đó, tường ở cao ráo lên trên nha thì nhà mình còn cao hơn xíu so với mặt đường Đó, trong cái hẻm nhà mình nè sạch sẽ nha ở đây chủ ngoài đây thì chủ lót gạch rồi một hai ba bốn năm sáu ô gạch rưỡi nha 6 ô mấy luôn Đó. một lớp cửa cổng bên ngoài rồi ở đây thì mình có cái cổng rào nữa ha đây mình có cổng rào màu xanh nè Đó, mình vô mình đóng cái cửa xanh lại đóng cổng rào lại ha có lớp cửa bên ngoài đây có lắp cái camera cho chị mình luôn nè đó, 1 tỷ uh, 100 triệu đồng thôi nha anh chị 1 tỷ 100 triệu đồng ha nhà đúc bê tông cốt thép hết luôn nha và căn nhà này có sổ hồng riêng nha đó, một căn nhà có sổ hồng riêng nằm ở uh, quận 8 nha anh chị nó chỉ có hơn tỷ thôi ở nhà trên này đúc hết luôn nè đường đà lộ ra ha đường đà nè hai bên là chủ ốp uh, nhựa BBC cao lên tới trần luôn ở dưới ở đây thì chủ lót gạch cao lên một mét hai Ngang là 3m sâu vào 6m Ngang là gần 3m sâu vào 6m nha Một trệt và một lầu Nhà đúc bê tông cốt thép hết luôn nha anh chị Đó. Sổ hồng riêng hoàng công đầy đủ Mua bán anh chị mình ký công chứng sang tên Hướng nhà là hướng nam Hướng nam là sân tây xíu ha Đó. Nhà bên đây còn mảnh đất trống bên này Nên rất là thoáng và căn nhà này nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu ha Đó. anh chị mình quan tâm tới bất sản này thì uh, alo sớm nha một căn nhà có sổ hồng riêng ở phân khúc uh, chỉ hơn một tỷ tí xíu thôi và nhà thì mình không đối diện nhà với nhau Đó, để xe phía trước nhà này thoải mái ha làm cái cổng cao lên xíu nữa rồi mình để xe trước đây luôn nha anh chị Đó, ở đây bức tường nhà phía trước điện chính nước chính nha anh chị ở nhà có sổ hồng Hoàng Công, điện chính nước chính, mua bán mình ký công chứng sang tên, nằm ở phường 15, quận 8, gần quỹ ban dân phường 15. Ha. Đó, hẻm 240, xẹt 6A, 4, ha, 6A4, đường uh, Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8. Đó, nhà có sổ hồng, mua bán anh chị mình ký công chứng sang tên, hướng nhà là hướng uh, Nam, là sang Tây ngoài sau cầu thang nằm ở cuối cầu thang cũng đúc luôn nha anh chị nói cầu thang mình cầu thang đúc luôn nha Nhà là đúc hết luôn, đúc bê tông cốt thép hết luôn nha anh chị. Gạch ốp cao ráo sạch sẽ. nếu thấy bất động sản này phù hợp với anh chị thì hãy liên lạc với nhân qua số điện thoại là 0822 39 39 39 ha. Kênh YouTube bất động sản Sài Thành hãy nhấn like video để ủng hộ kênh và nhấn vào đăng ký kênh bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản nghĩa nhất cho mình ha ở đây có cái bếp nhỏ nhỏ chỗ này nó nhà vệ sinh anh chị tường ốp cao ráo ha ở đây là bức tường bình thường thôi nha bức tường bình thường ha nó cũng ốp gạch sạch sẽ hết ha mình có thể đập cái bức tường này ra xíu nữa ha để nới rộng thêm xíu nha anh chị xe để bên ngoài luôn cầu thang là cầu thang đúc luôn nha anh chị ở cầu thang đúc đá mài nè cầu thang đúc đá mài tay vịn đi nóc bên trong thì chủ á... dán giấy dán tường Hàn Quốc cao lên tới đường đà luôn ở cao lên tới đường đà luôn nha ở trên có một phòng ngủ suốt nha anh chị sổ hồng riêng đó một căn nhà có sổ hồng riêng nha mua bán thì ký công chứng sang tên thôi nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu nha không có lộ giới hẻm giới gì luôn nha anh chị đó, chiều ngang là gần 3 mét và chiều sâu từ cái game mỹ tường đó và tới vị trí cuối ngay trên cầu thang này là 6 mét ha hướng nhà này hướng này là hướng nam là sang tây tí xíu thôi nhà hướng mát mẻ hướng nam mát mẻ nha nhà đúc nè ở trên thì đi thạch cao nữa, ha đó, gì thạch cao ở ngoài nữa Đường đà rất là cao to luôn nhà có pháp lý là sổ hồng riêng được hoàn công mua bán khí công chứng xe tên cầu thang đi lên là cầu thang đúc đá mài tay vịn inox ở trên đây thì cũng lót gạch sạch sẽ hết cho này gì trần nhà cao ráo bên hông mình có cửa sổ có công sắt bảo vệ nha phía sau cũng có cửa sổ nè một trệt và một lầu ha chị một trệt và một lầu nằm ngay của ban phường 15 quận 8 luôn 240 sẹt 6A 240 sẹt 6A sẹt 4 6A4 ha, 6A4 phường 15 quận 8. Ở sổ hồng riêng. Ở đây mảnh đất người ta chưa có xây, đó, là xưa xây. Ở đất này ở đây là hiện hữu hết. Khu này là khu dân cư hiện hữu ha. Không có quy hoạch lộ giới hình giới gì hết. Ban công mình đưa ra được 1 mét nè. 1 2 3 ô gạch luôn. Ban công ta dựng inox, đây bức tường của nhà phía trước. Đó, xung quanh là đúc hết luôn nè chỉ có hơn 1 tỷ mình sở hữu căn nhà nằm ở quận 8 gần quỹ ban phường 15 một trợt và một lầu nha anh chị nhà nút bê tông cốt thép hết ngang là gần 3 m và sâu vào 6 m nha hướng nhà là hướng nam nếu thấy bất động sản này phù hợp với anh chị thì mình hãy liên lạc với nhân qua số điện thoại là 0922 39 39 39 ha kênh youtube bất động sản sài thành hãy nhấn like video để ủng hộ kênh và nhấn vào đăng ký kênh bật chuông để xem được nhiều video hơn nha anh chị Đó, cửa thì cửa sắt ha cửa sắt kết hợp với kính cửa này ra ngoài ban công ở đây có cửa sổ ngoài sau có cửa sổ một trệt và một lầu nha anh chị một trệt và một lầu Đó, ngang ba ngang gần 3 m và sâu vào 6 m nha nó pháp lý là sổ hồng riêng đó, mua bán anh chị mình ký công chứng sang tên. Nếu thấy bất động sản này phù hợp với anh chị thì hãy liên lạc với nhân sớm ha, qua số điện thoại là 0922 393939 trên 39 39. YouTube bất động sản Sài Thành. Đó. Được đà cao ráo ha, xung quanh cầu Thang thì đúc thì đá mài này xây dựng lâu năm rồi và đá này thì uh, cầu thang này là cầu thang đúc mình đi lên luôn và xung quanh thì dán giấy dán tường cao ráo hết à mình có cái sân trước nhà nữa ha mình có cái sân trước nhà để mình để xe mình về mình để xe đó có cổng rào bên ngoài của mình nó vào riêng biệt của mình bên ngoài đó, căn nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu mua bán sổ hồng riêng ký công chứng sang tên hướng nhà là hướng uh, nam là sân tây một ít nha anh chị xung quanh trụ ấp tường cao ráo tới trần trần nhà cao ráo sạch sẽ hai lớp cửa ha một lớp cửa cổng bên ngoài rồi bên không thì mình, mình cửa trước nhà thì cửa lùa ngang qua ha mình thể để xe phía trước nhà, cái chế sân nhà của mình đó từ cái mí tường đó ha vào tới chân cầu thang này là được uh, 6m nha anh chị 6m ha ngang là ngang là gần uh, 3m ngang là gần 3m và chiều sâu giao là 6m nha đó. nhà có pháp lý rõ ràng mua bán ký công chứng sang tên nha anh chị ở nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư Thủ ha. ha sổ hồng Hoàng công mua bán ký công chứng nhân tên trần nhà nhà đúc về tông có phép hết nha nó nếu anh chị mình thấy bất động sản này phù hợp với anh chị hãy liên lạc với nhân ha để xem bất động sản này sớm nha Đó, hẻm ngoài kia thì rộng rãi vào đây tí xíu à vài căn ha ba hai bốn mươi a đường 6A4 đường Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8 nha. sổ hồng hoàn công một trệt và một lầu ha. Đó, nếu thấy phù hợp thì mình liên lạc với nhân ha. Có đây có sofa, đây và khoảng sân, khoảng phòng khách rộng rãi. Đó, 1 tỷ 100 triệu đồng ha. Giá này bớt lọc cho anh chị mua bán nhanh ha. Hãy liên lạc với nhân để xem bất động sản này sớm. nhân xin chào và hẹn gặp lại chị ở video quay nhà lần sau. Hãy nhấn like video để ủng hộ kênh và nhấn vào đăng ký kênh bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản lý nhất cho mình ha hãy chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình để bạn bè hơn thân nhìn thấy được căn nhà chỉ có hơn tỷ mốt nằm ở quận 8 nha con tỷ mốt thôi ha nằm quận 8 rồi xin chào hẹn gặp lại anh chị ở video quay nhà lần sau hãy nhấn like video để ủng hộ kênh nha anh chị